Từ thời chiếu bóng ngoài đình cho đến khi rình rình xem trộm tivi nhà hàng xóm, tôi vẫn chưa bao giờ thấy anh chàng sát thủ nào lại cam chịu như anh chàng này. Do đã giở tay gác kiếm nên thay vì đi làm giang hồ, anh ta đã lựa chọn nghề giữ ô tô ở trong trung tâm thành phố. Tưởng rằng số phận đã an bài cho anh cai đều bàn tay hay nhuốm máu tanh, ấy thế mà mấy thằng nhãi danh này lại không biết bố cháu là ai nên dạy dỗ dương oai diễu võ. Đã thế chúng còn có sở thích tầm quấy quay hàm và pha người dân tới bến. Không những thế, lũ cờ hó này còn bắt cóc Bình Rượu Mơ và cô vợ của anh chàng này để mua vui cho bọn chúng. Không thể dung túng cho lũ khốn nạn này, anh ta đã bật chế độ đồ sát siêu đẳng của mình để tính sổ với cả băng đảng xã hội đen. Vậy anh chàng đó là ai và thân thủ đáng sợ thế nào mà một chấp hẳn 100 thằng? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm bão phòng về năm vừa qua của Hàn Xiển mang tên Yêu Tinh nhé. Trong giới ngầm của Hàn Quốc có một sát thủ vô cùng tàn bạo và chưa bao giờ biết ngán một con thằng nào, đó chính là Gobin hay còn gọi là Yêu Tinh. Giang hồ mõm đồn rằng nếu như ông trùm nào chiêu mộ được anh ta về dưới trướng thì chắc chắn các băng đảng khác sẽ phải nể sợ và trở thành minh chủ võ lâm. Bởi lẽ anh chàng sát thủ này đi tới đâu là máu chảy thành sông tới đó mà ma không biết quỷ cũng chẳng hay. Cảnh sát ngày ngày tới khám nghiệm hiện trường nhưng cũng chẳng thể tìm ra bất kỳ dấu vết chết tiền nào. Tuy nhiên thanh tra Kim là người có thâm niên trong nghề nên nhận định rằng chắc chắn hung thủ chính là Yêu Tinh, gián điệp hai ma mà Tô Càn và băng đảng Bát Hương Vàng đang cố tìm ra danh tính của thằng đó. Có chút hy vọng, mọi người đều mong tìm ra tên sát thủ đầu mưng mủ vô cùng khét tiếng này. Thế nhưng lại chẳng ai hay, ở phía bên kia, viên cảnh sát mà thanh tra Kim gài vào đang bị bọn chúng củ hành cho tới bến vì đã bị bại lộ. Tên trùm của băng đảng Bát Hương Vàng là thấy ông ngoại nói rằng một đàn ruồi bay qua tao còn biết con nào hôi nách con nào thối chân hay không thì mày tuổi gì qua mặt được ông. Nói xong, lão ta lệnh cho tên đàn em có biệt danh là Chó Ngao ra tay hành quyết. Tuy nhiên thằng này là tân binh mới nhập môn hay còn gọi là giang hồ nửa mùa nên vẫn chưa có gan xiên người. Thấy ông ngoại tức giận nói rằng xã hội đen như mày thì có ngày ăn cám. Sát thủ Yêu Tinh thấy thế thì liền giải vây cho hắn ta bằng cách đi một đường ngọt lịm. Sau chuyện này, Chó Ngao vô cùng ngưỡng mộ Yêu Tinh và coi anh như idol của giới trẻ. Không những thế, hắn còn theo chân thần tượng của mình đi nam chinh bắc chiến. Tuy nhiên với võ công trói gà không chặt nên Gobin mấy lần phải nhặt xác hắn về không thì bỏ mạng. Dù là giang hồ nhưng ai cũng đều có gia đình, mỗi lần Yêu Tinh về đến nhà thì cũng đã thấy hai mẹ con ngủ tròng kềnh lúc nào không hay. Biết chồng mình tay nhộm đầy máu tanh, cô nàng Diana luôn khuyên anh nên quay đầu là bờ cho hai mẹ con còn được nhờ, nhỡ mà lên bàn thờ thì cơm tối biết chờ đợi ai. Điều này khiến Gobin rất muốn cải tạo quy chính, nhưng thế giới ngầm đâu phải cái chợ nên chẳng con vợ nào dám rút lui. Chó Ngao thì lại trong hoàn cảnh gà trống nuôi con, đã thế cô bé con còn suốt ngày nằm viện khiến hắn chẳng còn tiền mà chạy chữa. Chuyện này làm hắn suy nghĩ rất nhiều nên túng quá đành nghĩ chuyện làm liều. Chó Ngao liền tới gặp thầy ông ngoại và nói rằng tôi sẽ làm bất cứ việc gì ông giao, miễn sao có tiền chạy chữa cho con, vậy còn phải xem năng lực của chú mày tới đâu. Sau đó hắn đưa cho Chó Ngao một bức ảnh của tên băng chủ băng đảng quần què và nói tiếp, xin tí huyết thằng này về đánh tiết canh cho anh thì chú em sẽ được 5 triệu won tiền mặt. Không còn cách nào khác, Chó Ngao liền vác dao đi làm việc lớn, gặp tên băng chủ của băng đảng quần què, hắn ta lao vào động thủ nhưng liền bị gạt chân cho nằm lăn quay ra đất. Cố gắng đứng dậy, Chó Ngao nhảy lên tung một cú sút trên không, tuy nhiên với lợi thế to con, đối phương xông tới nhấc bổng cho hắn tạt cánh đánh đầu vào trần nhà rồi giáng một phát cho gãy nát sống lưng xuống bàn. Chú có lòng thì anh có nước chấm, băng chủ băng đảng quần què lúc này mới móc vũ khí của mình ra, sau đó cả hai lao vào trao dồi kiếm pháp. Chó Ngao tiểu lý phi ghế xông đến nhưng lại bị xiên một phát vào lưng. Ông ban trà thì bà ăn nêm, lão già bị ăn chém thì cay cú đánh bay dao rồi xách cổ Chó Ngao lên cao. Hắn nhanh trí bóp vào vết thương của đối phương để phá khóa. Lão ta nhà dao lên xông đến định kết liễu thì lại ăn ngay phát phản đam nên bị tiễn xuống suối vàng đoàn tụ với ông bà ông vải. Lập được chiến công, Chó Ngao ngay lập tức ba chân bốn cẳng tốc biến trở về báo cáo thầy ông ngoại. Tuy nhiên lão già xấu xa này lại lật mặt như lật bánh tráng, đưa cho anh có 50.000 rồi đuổi biến ngay cho khuất mắt. Chó Ngao thắc mắc năm củ của em cơ mà đại ca, thì hắn ta vả cái đốp, nay thì 5 triệu này. A cay con chim cú, Chó Ngao lập tức đi đường quyền dạy cho thằng lừa đảo thích hứa cho sang mồm này biết thế nào là lễ hội. Với được con dao, anh cho hắn chấm dứt sự nghiệp làm ông trùm từ đây rồi ẵm tiền cao chạy xa bay ra phía ngoài. Lúc này Yêu Tinh đi vào, thấy ông ngoại thao thao bất tuyệt rồi nói hung thủ là thằng Chó Ngao. Đúng lúc này, thanh tra Kim cùng đồng đội vào nhà viên cảnh sát được cử đi làm gián điệp mà mãi chẳng thấy về. Ông phát hiện ra trong nhà có một cuốn lịch của công ty nội thất Sang Mi, lần theo địa chỉ thanh tra Kim lập tức tìm đến nơi thì thấy Yêu Tinh đang đứng bên cái xác. Không thể thoát được tội, anh được lão cảnh sát trao cho cái lắc bạc hình số 8 rồi bị bắt giam về đồn Chăn Kiến, lĩnh án 8 năm bóc lịch trong tù. Yêu Tinh còn nhận được một bức ảnh kèm với lá thư của vợ nói rằng tôi không muốn con bé Zena lớn lên biết bố mình là một thằng sát nhân vào tù ra tội, tôi sẽ bảo anh lên bàn thờ bốc xôi từ hồi nó còn trong bụng mẹ. Vậy nên mãn hạn tù cho dù có thế nào anh cũng đừng tìm đến chỗ hai mẹ con. Gặp họ nạn thì gia đình quay lưng khiến cho Gobin vô cùng đau khổ, nhưng chắc ai bây giờ chỉ trách mình ngu mà thôi. Sau khi thấy ông ngoại thì hẹo mà Yêu Tinh lại đổ bê tông trong trại giam, Chó Ngao lên nắm quyền băng đảng Bát Hương Vàng rồi dẫn quân đi tiêu diệt các thế lực khác và bành trướng địa bàn. Với mưu sâu kế bẩn đầy đầu, thanh tra Kim đã mở nhiều cuộc điều tra nhưng cũng chẳng tìm ra được manh mối phạm tội của hắn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát 8 năm đã trôi qua và Gobin đã được hòa nhập với cộng đồng. Lúc sám hối trong tù, anh đã tự hứa với bản thân sẽ không quay lại con đường cũ nên đã xin việc ở tiệm rửa xe để kiếm sống. May thay ông chủ ở nơi này là bạn tù chung buồng nên đối xử rất tốt với Gobin. Ban ngày anh tỏ ra là người vui vẻ nhưng đêm về thì lại vô cùng đau khổ khi bơ vơ chăn đơn ngồi trước chẳng thể gặp lại vợ trẻ con thơ. Nỗi nhớ dâng trào nhưng chẳng biết làm sao, Gobin liền tìm
tìm tới thanh tra Kim để nhờ ông tìm giúp vợ con mình đang ở nơi nào. Bởi lẽ sau khi ngồi tù, anh đã chẳng nhận được tin tức gì từ họ. Thấy Gobin cầu xin, thanh tra Kim bảo rằng cậu hãy giúp tôi một việc. Nói xong, ông trêu cho Gobin xem một tập hồ sơ về chó ngao cùng băng đảng của hắn và nói rằng thằng này đang làm loạn ở nơi đây, chuyên dùng vũ lực để cướp các hợp đồng kinh doanh nhưng lại chẳng để lại manh mối nào. Cậu từng ở Bát Hương Vàng nên hãy giúp tôi phang thằng đó. Ngay tới đây, Gobin khẳng định chắc như đinh đóng cột, tôi đã đoạn tuyệt với họ rồi và chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Nói xong, anh lập tức rời đi mà không vương vấn gì. Tối hôm đó, Gobin đi làm vài chai sinh tố lúa mạch lên men cùng các anh em trong tập đoàn rửa xe của mình. Ông chủ xe ngất người kể lại rằng trong trại giam của tôi có một con quái thú với biệt danh là Yêu Tinh. Hắn ta vừa nhập buồng đã một mình đánh gục chục thằng đại ca và cho chúng ra bã mới chịu dừng tay. Tuy nhiên say quá tôi chẳng nhớ hắn là ai. Gobin mỉm cười thì ông chủ chỉ tay nói rằng mày cứ đều bố mày hả thằng chó. Nói xong ông ta lao vào dần cho anh một trận mà không biết đã động vào đại ca trong tù. Gobin không chấp người say và giờ còn là sếp của mình nên đã cam chịu bị uýnh một trận thân tàn ma dại. Một lúc sau ông chú tỉnh lại sau cơn lú thì mới nhận ra trong cơn say mình đã động vào một kẻ vô cùng đáng sợ. Ông vội vàng xin lỗi rồi vội bảo tôi sẽ đưa cậu về tận nhà. Thanh tra Kim đi ngang qua thì vô tình chứng kiến cảnh này, thấy một sát thủ như Yêu Tinh bị uýnh mà không phản kháng thì đồng nghĩa với việc anh đã cải tà quy chính, bỏ đi bản tính máu lạnh năm xưa. Ngày hôm sau thanh tra Kim tìm đến chỗ của Gobin và nói có lẽ cậu đã không còn giao du với xã hội đen nhưng nếu có thông tin gì về thằng chó ngao thì xin hãy báo cho tôi. Nói xong ông gắn một mẩu giấy trên dây phơi rồi lập tức rời đi. Thì ra đó chính là địa chỉ nơi vợ con anh đang sống. Gobin lập tức tới đó thì thấy đây là quán cắt tóc gội đầu. Dình mò được một hồi lâu thì con bé Suka xuất hiện, tưởng kẻ trộm nên hỏi chú định nhảy cái gì ở đây. Gobin sợ bị lộ nên đánh bài chuồn sang bên đường.